Đây. Một, hai, ba. Bỏ qua kia, nghe đi. Trông coi kia, nghe đi. Đây, đây này, bố gọi kia này, mồm này trông kinh không? Em bảo em thôi. Hôm nay là chưa đây, hai em cùng đi. Nào ấy nào rồi. Lùi lại. Ba trai thôi nhưng mà bà sai cũng lớn rồi. Đi lái chơi. Buồn. Em quay lại ngồi xa rồi đúng khu tòa nhà mình. Sao mà căn này xấu nhỉ? Thôi. Em nói thật là phải lâu lắm đấy, em cũng vì hôm đó em tổ chức sinh nhật thì hôm đó em tổ chức sinh nhật thì hai đứa nó tàng thắng vào ô tô luôn. 2 giờ sáng em vẫn đang ở trong viện tổ chức dựng kéo rồi sao em bảo thôi được rồi không, hôm đấy là em ra thẳng quán rồi mà vẫn hai đứa nó tàng thắng vào ô tô.